Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa của Biển Đông, nối với cơn bão Bebinca ở khu vực phía đông Philippines. Mặc dù cơn bão này không di chuyển vào Biển Đông, nhưng nó làm cho giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên theo và mạnh dần lên gió cấp Tây Nam tăng cấp. Tại giữa Biển Đông sẽ mạnh cấp 5, cấp 6 và mưa dông nhiều nơi. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa cũng có gió Tây Nam mạnh lên cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Còn với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa nằm ở phần phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới với gió hướng Đông Bắc đến Bắc, tuy nhiên cường độ không quá mạnh, ở mức cấp 4, cấp 5 trở lại, tuy nhiên mưa rào và dông xuất hiện rải rác, ảnh hưởng phần nào đến việc lưu thông và đi lại của tàu thuyền. Tiếp theo mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Những cơn mưa rào và dông trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì trong đêm nay và ngày mai. Từ ngày 14 đến 15 tháng 9, trường gió chuyển sang hướng Đông Bắc. Lúc đó, những cơn mưa dông cũng kết thúc, thời tiết chuyển tốt trở lại. Việc đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ diễn ra bình thường. Là nơi trục của giải hội tụ nhiệt đới đi qua, vì thế mà ở khu vực biển miền Trung cũng đang trong những ngày thời tiết xấu. Vùng từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió có hướng Tây Bắc đến Tây ở mức cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh. Ở khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, đêm nay và ngày mai cường độ gió Tây Nam đạt mức cấp 5, có lúc cấp 6. Trong 2 ngày sau tăng lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh. Mưa dông thì tiếp tục xuất hiện về chiều và tối. Các hoạt động lưu thông đi lại của tàu thuyền trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo sẽ bị ảnh hưởng. Và đến đây, bản tin thời tiết biển ngày 12 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.